Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thôn Quê Sài Gòn. Hôm nay, Thôn Quê Sài Gòn sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người một câu chuyện về Đức Mẹ hiện ra tại La Salette, nước Pháp. La Salette là một ngôi làng nhỏ trên vùng cao nguyên thuộc dãy Alpes, nước Pháp. Đường đi rất gồ ghề và khắp khểnh, lại uốn khúc quanh co. Ngay cả phương tiện di chuyển cũng khó. Dân làng thường dùng lừa và ngựa làm phương tiện di chuyển chính. Ngày nay, đã có đường xe hơi, đường xe lửa. La Salette cách Abadins không bao xa. Đây là một vùng có phong cảnh tuyệt đẹp. Một bên là dãy núi cao ngút tuyết phủ quanh năm với những thung lũng sâu thẳm. Một bên là cánh đồng bát ngát, hoa trái xanh tươi. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, giữa lúc trời nắng gay gắt và chói chang, có hai anh em là Melen 10 tuổi và Maximin 15 tuổi dẫn nhau vào hang núi để ăn trưa, rồi kéo nhau ra suối cạn gần hang núi để nghỉ ngơi. Vì nơi đây khá mát mẻ và dễ nhìn xem đàn vật gặm cỏ trên sườn đồi. Lúc đó, hai em đều ngủ. Bỗng Melen giật mình tỉnh giấc, thấy đàn vật biến mất sau sườn đồi, nên đánh thức Maximin dậy đi lùa đàn vật về gần hang động hơn. Trở lại còn cách hang chừng 15 thước. Hai em nhìn thấy một bầu sáng xuất hiện ngay chỗ các em đang nằm nghỉ. Ánh sáng phát ra chói lọi như ánh mặt trời ban mai, khiến hai em chóa mặt và sợ hãi muốn bỏ chạy. Thế rồi, từ trong bầu sáng ấy, xuất hiện một bà đẹp lộng lẫy và chói lọi giữa vầng sáng hào quang. Bà ngồi xuống bệ đá mà hai em đã ngồi nghỉ lúc trước đó. Khuỷu tay bà tì trên hai đầu gối, hai tay chắp lại trước mặt, mình hơi ghé về phía trước, hai chân đạp trên dòng suối cạn. Coi dáng bà như đang có một nỗi buồn trong lòng muốn được tỏ lộ. Hai em đứng sững người, nhìn chặt vào hiện tượng lạ lùng trước mặt. Bà đẹp từ từ đứng dậy, tiến về phía hai em. Bà nhẹ nhàng cất tiếng nói: "Hãy đến đây các con, đừng sợ. Ta đến để cho các con hay một tin mới." Nghe giọng nói êm đềm và dễ dãi, khiến hai em không cảm thấy sợ hãi, muốn trốn thoát như lúc trước nữa, nhưng thấy ấm lòng, như có sức lôi cuốn hấp dẫn, khiến hai em nhanh chân tiến lại gần bà, như con nhỏ gặp mẹ về chợ. Với giọng nói dịu dàng đượm nét buồn, mẹ nói: "Nếu các con của mẹ không cải thiện đời sống của mình, thì mẹ hết cách chiều lại phép công thẳng của con Chí Thánh mẹ. Vì cơn giận của Chúa đã quá nặng, mẹ không bỏ các con. Nhưng các con không hiểu, không đáp lại lòng mẹ. Thiên Chúa đã cho các con của mẹ 6 ngày để làm việc. Ngài chỉ xin các con một ngày thứ bảy để làm việc tôn kính Ngài, mà các con cũng không ưng cho. Nếu mùa màng và hoa màu có bị hư hỏng, thì cũng chính là tại người ta cả. Năm vừa qua, khoai lang bị hư thối nhiều mà người ta không hiểu. Người ta lại còn trách móc than vang, lại còn dùng cả danh Chúa mà nguyền rủa, mà xúc phạm nữa. Năm nay việc hư hại ấy vẫn chưa dứt đâu, và cho tới lễ Giáng sinh năm nay, người ta sẽ không còn kiếm đâu ra thực phẩm nữa mà ăn." Hai em nghe Đức Mẹ nói mà chẳng hiểu gì hết, vì Đức Mẹ nói tiếng thứ khác với tiếng thổ dân của hai em. Mãi tới khi nghe được tiếng khoai lang, em Maximin mới đoán chừng nghe hiểu và đoán được rằng Đức Mẹ hứa cho gì đó. Vì khoai lang đang khan hiếm, tìm không đâu mà mua được, nên em vui vẻ nhảy múa để tỏ lòng cho chị Melen cùng hiểu. Biết ý các em muốn hiểu, Đức Mẹ nhắc lại từng đoạn bằng tiếng nói của các em để các em có thể hiểu được. "Nếu mùa màng và hoa màu bị hư hỏng,
sự khốn khó sẽ đến nếu người ta không hối cải. Các trẻ em sẽ chết rất nhiều. Các tai họa sẽ đến dồn dập. Đói khát, lúa mạ bị lép, hoa màu đều bị sâu ăn. Nhưng nếu người ta biết thực sự ăn năn hối cải, thì đá trên núi cũng sẽ trở nên lúa mì, và khoai lang sẽ tự nó sinh hóa gấp bội. Đức mẹ nói tiếp, hai con phải chịu khó cầu kinh sáng chiều. Còn khi quá bận rộn, thì ít là các con hãy đọc kinh lạy cha và kinh kính mừng. Đức mẹ sầu não nói, chỉ có những người già cả đi lễ thôi sao? Những người khác thì quá mải mê làm ăn, kể cả ngày Chủ nhật. Khi không có việc gì làm, thì lại đến nhà thờ lấy việc đạo ra mà giễu cợt, mà chê bai. Trong mùa chay, họ vẫn ăn thịt mà chẳng kiêng cữ gì. Sau cùng, người dạy hai trẻ tỏ các điều đã xem thấy cho các con của mẹ biết. Dạy rồi Đức mẹ từ từ bước đi, rồi như lướt trên cỏ tận lên đỉnh đồi cao, và bay nhẹ lên không trung, mắt ngước nhìn xuống nước Ý. Câu chuyện mẹ hiện ra được vài hôm, thì nhiều người nghe biết, liền tìm đến hai em mà xin thuật lại cho họ nghe. Trong số đó, có cả ông quận chúa trong hạt nữa. Sau khi nghe các em kể, cùng nhắc lại những điều các em đã được Đức mẹ nói, ông quận chúa tỏ vẻ không tin, lại còn tìm mọi chiêu cách ngăn cản và đe dọa cầm tù. Trước sự khẳng khái của hai em, nhìn quang cảnh suối khô cạn, nay lại có nước trong mát chảy không ngừng. Nhiều người được ơn lạ khi uống nước suối, và những lời Đức mẹ nói có ứng nghiệm. Nhà cầm quyền bắt đầu thay đổi thái độ. Ngày nay, chính nơi Đức mẹ hiện ra đã trở nên một thánh địa thiêng liêng, với thánh đường nguy nga rộng lớn, với đội thánh giá hiên ngang vươn lên nền trời, gắn đầy những bảng tạ ơn. Tính đến năm 1912, đã có trên 6.000 tấm bia tạ ơn Đức mẹ. Ai ai đến đây cũng đều nhận được những ơn lành của Đức mẹ.